Sáng nay, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức chương trình trao học bổng Trương Hán Siêu Xuân Giáp Thìn 2024 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và rèn luyện. Tới dự có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Hữu Quý, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh và các nhà tài trợ. Năm 2023, Hội khuyến học tỉnh đã huy động nguồn tài trợ của các đơn vị doanh nghiệp và trích quỹ khuyến học Trương Hán Siêu, tặng học bổng cho 200 học sinh với số tiền là 100 triệu đồng tặng quà cho học bổng khen thưởng cho con nuôi bộ đội biên phòng, học sinh tỉnh Bạc Liêu. Các em đạt giải nhất, giải nhì, giải ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông quốc gia với tổng số tiền trên 43 triệu đồng. Cùng với đó phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trao tặng hàng nghìn suất học bổng trị giá hàng tỷ đồng cho các học sinh, sinh viên nghèo. Đặc biệt, đề án học bổng cùng em vượt khó đến trường đã mang lại hiệu quả tích cực. Đã có 75 cơ quan doanh nghiệp và 48 cá nhân tặng học bổng năm học 2023. 2024 cho 563 học sinh với tổng số tiền trên 2,8 tỷ đồng. Tại chương trình năm nay với sự ủng hộ giúp đỡ của Quỹ Đền ơn Đắc Nghĩa và An sinh xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh Ninh Bình, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Ninh Bình, Quỹ khuyến học Việt Nam Báo Đầu tư, Công ty Sổ số Kiến thiết tỉnh và nguồn kinh phí trích từ Quỹ khuyến học khuyến tài Trương Hán Siêu. Hội khuyến học tỉnh tổ chức tặng 155 suất học bổng với tổng số tiền 155 triệu đồng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Song Tùng, đồng chí Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Lê Hữu Quý và các vị đại biểu đã trao tặng học bổng cho các em học sinh. Danh nhân văn hóa Trương Hán Siêu, người con của quê hương Ninh Bình, học rộng tài cao, đức độ hơn người, phát huy truyền thống hiếu học, là gương các bậc hiền tài, Hội khuyến học tỉnh đã lấy tên ông đặt cho chương trình trao tặng học bổng của hội việc trao tặng học bổng hàng năm vào mỗi dịp đầu xuân mới có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự quan tâm của các cấp các ngành, cơ quan đơn vị doanh nghiệp và toàn xã hội đối với các em học sinh nghèo vượt khó. Mong muốn các em sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội. Từ đó tiếp tục lan tỏa phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập